Thừa con nào bỏ ra, con nào thừa? Rồi làm đi. Quân kiên kỳ chơi. Con trắng đúng không? Rồi con trắng. Không 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 không, con trắng bên này, bên này bên này. Con trắng muốn giết được con đen thì con trắng phải đánh như này chứ, đánh như này có phá được, phá được đất của con đen đâu đúng không? Dễ chưa, con trắng làm gì? Sai hết rồi. Vẫn thế đúng không? Sai rồi. Nó khó mà. Rồi, nghĩ xem nào. Ăn, lấy hai quân ra. Ăn rồi, làm nào bây giờ? Chạy. Rồi. Đúng rồi. Tiếp con trắng. Con đen có mắt nào không? Chết đúng không? Mắt giả hết đúng không? Ta Sai. không nói được với nhau mà. Đúng rồi, sai rồi. Tiên phải nối. Nối, nối thì vẫn chết. Có cách nào khác không? Tiếp. Tiếp. Xong chưa? Rồi đúng rồi đấy. Nghe thầy nói nhá. Con mà nối vào đây có phải là con khó có thể tạo được sống ở đây đúng không? Con sẽ chỉ tạo được hình thẳng ba là chết đúng không? Nhưng con lùi lại một cái, họ ăn thì mình ăn lại đúng không? Chẳng đánh đây mình đánh đây, con chẳng lại đánh đây thì mình đánh đây, Mình sẽ có hai mắt này đúng không? rồi con chẳng đánh đây thì mình nói, Đúng rồi, mình sẽ có mắt này và mắt này đúng không? Đúng chưa? Cho cả một lớp siêu to luôn. Không khó lắm đúng không? Rồi bài tiếp theo, bài 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 này, bài này xếp bài này nhanh, xếp bài này. Bài nào? Bài thứ Bài số 2. Đâu? Nhanh, nhanh nào. Nhà anh có xếp sai đấy. Sai cũng được. Sai xếp lại. Đến sống à? Đúng rồi, con đen đánh đâu để sống? Bên trong là hình gì? Đếm xem hình gì? Mấy điểm? 5 điểm.
điểm. 5 điểm và hình gì 5? Hình gãy 5. Không phải gãy 5 mà hình đao 5 thì con trắng đánh đâu rồi con đen chết? Trắng đánh vào đâu? Chết chưa? Chết. Chết rồi mà. Con trắng lại đứng đây. Không phải. Bài này con đen. Đấy. Chết chưa? Con có ăn thì con chỉ được một mắt thôi đúng không? Vâng. Hình đao 5 là chết mà. Đây lại là hình gì? Thì đánh đâu vào chết? Chết rồi. Không không không, lại đánh thế, đánh thế bị ăn mất chứ. Không đánh thế, quân trắng không đánh thế. Quay lại quân trắng một nước. Không phải. Quân nào cũng vừa đánh nhỉ? Thầy bảo lấy quân trắng ra, lấy hết ra, lấy hết ra, lấy hết quân trắng ra. Rồi đánh vào hình đao 5 nào, đánh đâu chết nào. Đâu phải đánh đâu chết nhỉ, đánh hình đao 5 đánh đâu mà chết nhỉ. Hình đao 5 đánh đâu mà chết. Đánh đây đâu có chết đâu. Nếu con đen đánh đây thì sao? Hình đao 5 đánh đâu mà chết. Thế con làm sao để cứu được? Sống được không? Con đen sống được không? Đánh đâu? Đánh đây con đen ăn được không? Con trắng ăn được không? Không cần ăn thì cũng vẫn giết được đúng không? Không có hai mắt đúng không? Không khó lắm đâu. Ừ, khó, đúng là khó thật. Nào. Cách khác nào. Đánh đây có tạo được thêm mắt nào không? Hình gì đấy, hình gì? Bên trong hình gì? Hình vuông. Sống hay chết? Chết. Chết, sai rồi. Con phải cố gắng tạo được thành mắt thì mới sống được. Không thì được chứ con sẽ đánh đây. Đánh đây con đen á. Con trắng đánh đây luôn. Trắng cắt. Đánh đây cũng được. Thì như là con đen bị chết đúng không? Đâu. Con đen làm có hai mắt thôi con. Của? Đâu. Làm nào con đen có hai mắt. Cho con đen đánh tiếp đấy. Con trắng nối vào. Có ăn xong thì giờ hình gì? Hình cái ba chỉ cần đánh vào giữa là chết đúng không? Con trắng đánh vào giữa là chết đúng không? Ờ, sai rồi.